chọn bật lửa Zolo chính hãng nào mang bên mình để giữ phú quý. Vật phẩm phong thủy còn được gọi với cái tên khác là pháp khí. Khi kết hợp với bật lửa Zolo chính hãng, chúng không chỉ đơn giản là những đồ trang trí, trang sức hay phụ kiện trưng bày cho đẹp mắt mà còn có khả năng vượt bậc như chiêu tài hoặc hóa sát. Hãy cùng Ambe tìm hiểu các mẫu Zolo dưới đây nhé. Bật lửa Zolo Z91573 khảm trai độc đáo. Ngọc trai là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc, là hình ảnh của thành công, chiến thắng và vượt mọi khó khăn, thử thách. Ngọc trai sinh ra từ dưới cát, bởi vậy nó chính là sự cao quý, thánh thiện, trong sáng. Bên cạnh đó, ngọc trai còn là biểu tượng của may mắn, niềm vui và trung thủy. Z91573 được mạ chrome ánh bạc kiêu sa, giữ xăng tốt lên đến 7 ngày, buồng đốt được thiết kế 2/3 ruột, chắn gió cực tốt với các lỗ tròn thông gió, cung cấp lượng oxy vừa đủ đi vào, giúp bật lửa luôn cháy ổn định mọi lúc, mọi nơi. Phải kể đến đôi găng tay hoàn hảo bánh xe chéo và đá lửa chuyên dụng, hoạt động ăn ý, nhẹ bén hơn khi đánh lửa, giúp lửa cháy mãnh liệt ngay cả trước gió. Ngoài ra, em này còn thu hút bởi tiếng kêu trong và ngân vang bắt tai đến lạ. Bật lửa Zolo Z612-202 sang đá nguyên khối. Z612-202 là mẫu bật lửa phổ thông có vẻ ngoài ấn tượng với vẻ bóng loáng thời thượng, chất lượng tuyệt đối, vuông vức với thiết kế thu hút mọi ánh nhìn, tạo cảm giác chắc chắn khi cầm trên tay, là phiên bản bật lửa dành cho người chơi hệ sang. Ngoại hình toát lên sự sang trọng, lịch lãm chuẩn men, khi cầm trên tay, có lẽ bạn sẽ cảm giác mát lạnh nhờ lớp vỏ mang lại, thiết kế chắc chắn, cảm giác cầm nắm thoải mái trong quá trình sử dụng. Để tạo nên lớp vỏ bạc bóng lịch lãm này, Zolo áp dụng công nghệ mạ chrome tân tiến. Lớp chrome bóng bẩy bao phủ toàn bộ bốn mặt, thậm chí cả trên nắp và mộc đáy, tạo nên một sự đồng nhất đến hoàn mỹ, hiệu ứng cực kỳ bắt mắt. Bật lửa Zolo Z91167 đẹp độc đáo đầy ý nghĩa. Mặc dù thuộc phân khúc giá mềm, hướng tới người dùng muốn trải nghiệm Zolo chính hãng, chất lượng hoàn thiện vẫn thuộc tiêu chuẩn khắt khe. Điều đầu tiên mà người dùng ấn tượng chính là những họa tiết Đức Phật cầu kỳ, các chi tiết được chạm khắc một cách tinh xảo và rõ nét trên tất cả các mặt bật lửa, ẩn chứa nhiều thông điệp an lành, may mắn cho chủ nhân. Bật lửa Zolo Z690 ma thuật đẹp kỳ diệu, ruột cải thiện về độ dẻo dai và khả năng chống rỉ sét, độ sáng sạch sẽ tăng tính thẩm mỹ và ăn khớp với lớp vỏ bên ngoài, một lần châm xăng đầy có thể sử dụng lên tới khoảng 20 ngày. Bánh xe đá mài của Zolo áp dụng công nghệ xen kẽ răng ngang, mang đến hiệu quả tốc độ bắt lửa cao. Công nghệ chạm khắc đa chiều làm cho mặt đáy rõ ràng hơn và cấu trúc đường nét mềm mại hơn. Công nghệ hàn tia giúp cho các mối hàn đẹp, chặt chẽ và mạnh mẽ hơn, vì vậy, bàn lề sẽ không dễ bị gãy. Zolo kích thước nhỏ nhẹ, dễ dàng mang theo sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, Zolo Z690 cũng sẽ là món quà sang trọng, ý nghĩa dành cho bạn bè, người thân, thể hiện sự mạnh mẽ, ý chí quyết tâm chiến thắng, thành công trong cuộc sống. Bật lửa Zolo Z981 rồng màu đẹp. Trong tứ linh gồm long, lân, quy, phụng, rồng là con vật đứng đầu tiên, chính vì vậy mà rồng tượng trưng cho sự quyền lực, quyền lãnh đạo tối cao. Truyền thuyết xưa kể lại, rồng là con của trời, có thể gây mưa, mang đến mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, khí trời mát mẻ. Rồng có khả năng điều hòa nguyên khí của đất trời, ban phát sự tốt lành cho trần gian, kết hợp khéo léo với chiếc bật lửa càng tô điểm cho chủ nhân sử dụng sự quyết đoán, lãnh đạo tài ba. Bánh xe chéo là một trong những đặc điểm nhận biết hàng chính hãng Zolo. Từng nét cắt sâu, chính xác và ma sát tốt với đá lửa, nhẹ bén chỉ với nửa vòng bánh, đá được làm bằng chì, để lại rất ít bụi than sau khi cháy. Z891 sở hữu vẻ đẹp vô cùng sang trọng, lịch lãm. Bật lửa được làm từ kim loại cao cấp, bóng bẩy kết hợp cùng lớp vỏ kim loại thời thượng, tinh tế, rất đáng sở hữu. Trên đây Ambe vừa giới thiệu các mẫu Zolo vô cùng độc đáo. Hãy nhanh tay liên hệ cho Ambe để dính ngay các siêu phẩm này về nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.